Dạ, kênh Tư Quý Mặt Trường xin mến chào tất cả quý vị ha. Cũng lời nói đầu tiên quý vị, cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, thành công việc ha. Quý vị là xem nhớ đăng ký chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Hiện nay bên anh Cường họ tiếp tục về, trong đó có cây Tư Quý với mấy phôi mai vàng quý vị, lồng lực mai vàng già ha, phục vụ cho quý vị video hôm nay ha. Thì quý vị, địa chỉ ở đây là chợ gạo Tiền Giang quý vị. Thì thường lệ của bên anh Cường cũng bao sóng bao ship quý vị mọi miền Tổ quốc ha. Thì số điện thoại của ảnh mình để trên tiêu đề quý vị. Quý vị nào thiện chí cứ liên hệ trực tiếp với ảnh ha, để lựa chọn cho mình những cây ưng ý ha quý vị. Rồi em chào anh Cường ơi. Em chào anh, chào tất cả anh em. Thì hôm nay em có một số cây để giao lưu với anh em. Dạ. Anh em xem rồi tham khảo cây nào vừa ý giá cả, tí thì ủng hộ em ha. Dạ. Hội có trên tiêu đề. Dạ. Cây đầu tiên, cây có một cây Tứ Quý để giao lưu với anh em ha. Cây Tứ Quý này khỏe mạnh quý vị. Cây này về là nuôi thôi. Cây này cao chắc tầm 1m7 nha anh nha. Cao tầm 1m7, cây này quý vị muốn để tàn đi cũng được ha. Hoặc xả phôi cũng được. Khoảng 41. Khoảng 41 quý vị. Không mất qua này để em ủ ảnh ủ lại cho ấm rễ quý vị. Quý vị nhìn thấy cây ha, lá này nói chung là không có bệnh hoạn gì, không có gì. Ảnh con nhẹ lại anh để tàn riêng, quý vị nào không thích tàn riêng thì mình có thể mình cắt mình ghép ha. Đế thì lật đều tứ diện hết ha quý vị. Một cốt nạc lên hai thân quý vị. Cơm tàn chà nó quý vị. Rồi cái mạch Tứ Quý mã số 1 có giá mình giao lưu làm sao anh? Cây Tứ Quý này mình giao lưu giá 6 triệu nha. 6 triệu. Này mình bao ship toàn quốc. Toàn quốc hàng sao? Bao ship cao km này nè, cái rồi. Này chắc em ship cost không nổi quá. Dạ. Thì quý vị nào muốn ở xa hơn thì cứ liên hệ thỏa thuận với ảnh ha. Cái đó có thể mình rút bầu lại. Cái một cái Tứ Quý qua đây có một cái mét cái này vàng giao lưu với anh em nha. Quý vị, anh em cảnh miền Tây. Rồi, mã số 2 là cây phôi mai vàng quý vị. Mai vàng mã số 1 đây nha. Rồi. Tại vì có một cây Tứ Quý cũng dễ phân biệt mà. Rồi mình tính mã số 1 cũng được quý vị. Mã số 1 bên cây mai vàng ha. Dạ. Cao cũng 1m5 này. Thân lắc quý vị, một cốt đầu vô đồ chuột ha. 40 hoành ha. 40 hoành. 40 hoành. Chặt nhẹ xuống đây cái anh coi. Thì nhẹ 41. Này nó chiều nơm muốn được gần một gang tay quý vị, gần được hai tấc ha. Hoành này thì 100 nha. 100. Đó. Hai củ để đặt 100 quý vị. Nguyên cái bệt nè quý vị. Đế lực không ha. Sạch đế quý vị. Cây này không có lỗi cũng cắt gì ha. Rất là sạch ha. Chi cành lực một cốt. Đầu vô đuôi chuột quý vị. Rồi cây mã số 1 phôi mai vàng giá luôn anh. Cây này giá 6 triệu nha. Đây 6 triệu. Ship, toàn quốc nè. Rồi bao ship quý vị toàn quốc ha. Bao ship toàn quốc được. Giá quá mềm quý vị. Cây nhìn ở ngoài rất là lực quý vị ơi. Mã số 2. Mã số 2 cao cao 1 mét nha. Cao 1 mét, cái cây này già quý vị. Dạ, càng có. Lên xù mà nó không tính xù luôn. 42 hoành nha. 42 hoành quý vị. Đế cũng lực lực ha. Củ nở quý vị dắt chữ A ha. Đây mấy này nói chung là muốn lên xù quý vị. Mấy cái này là nuôi lên xù chỉ cạnh lực ha, già rất là già quý vị. Nhìn cây quý vị cũng biết rồi ha. Dáng nó hơi siêu siêu về trồng trật lại bình thường ha quý vị. Rồi có giá luôn anh. Cái này giá 3 triệu nha. 3 triệu quý vị. Những cây này là anh bao ship phí ship quý vị mọi miền Tổ quốc ha. Vì thiện chí cứ liên hệ trực tiếp với ảnh, số điện thoại của ảnh mình để trên tiêu đề. Ngày siêu siêu vậy anh em trồng chỉnh lại được nha. Cái này về mình trồng trật lại bình thường ha quý vị. Cao 1m4 nha. Cao 1m4 quý vị. Cái này cũ cũng hoành đo nó hơi cấn cấn anh em thông cảm nha. Nếu mà đo ngay này là 46 hoành. Rồi. Để em đo xịt lên chút 43 hoành nha. Rồi anh chạc nhẹ cái dây đế đúng rồi. Tại chỗ này có đâu rồi.
Nè, 68 hoành. 68 hoành cụ đế quý vị. Mấy cái này quý vị, chân này là còn xuống nữa không quý vị? Cụ đế đặt luôn, chì cành lực, cây rất già. Cây này về quý vị trồng trật lại bình thường ha. Trồng trật lại cái tầng đế ngoài sau nó sẽ cắm cái đây là nó hợp lý quý vị. Tại cái bầu nó hơi nghiêng. Mã số 3 này em giao lưu giá 5 triệu nha. Rồi mã số 3 có giá 5 triệu quý vị. Số 4. Số 4 cao 1m2. Cao 1m2. Hoành 35. Rồi 35 hoành quý vị. Cây này cũng dắt chưa ao quý vị. Cây cũng nở ha. Rồi có giá luôn anh, mã số 4. Mã số 4 là giá 2 triệu rưỡi hả? Mã số 4 2 triệu rưỡi quý vị. Mã số 5. Số 5 cây mai bẻ ha. Cao 55. Hoành 25. Rồi. Mấy cái này cái nào cái này cụ đế thì quý vị nhìn thấy biết ha. Giá thì cũng rất bình dân quý vị. Dễ chơi. Giá luôn anh. Cái này mã số 5 giá 600 à. 600 bao ship toàn quốc. Mã số 6. Số 6. Cao 75. Ok. 31 hoành 31. Đo chặt nhẹ cũ luôn anh coi. Cũ 39. Cũ 39 ha quý vị. Đây chân chịu đều có hết ha quý vị. Rất lực ha, đặt hết luôn. Chỉ canh lại đều. Rồi có giá luôn à, mã số 6. Mã số 6 giá 1 triệu tư à. Mã số 6 giá 1 triệu tư quý vị. Mã số 7. Mã số 7 cao 60. Cao 60. Hoành 35, 34, 35. Rồi em chạc nhẹ cái cổ này nè. Cái cổ này nó cũng nó hợp lệ chứ nó không. Này 42 lận. 42 lận quý vị. 41 nhẹ lâm khảo quý vị. Nè cái này nó bị bể nha. Mình chở xe vận chuyển chở nó xe tróc vỏ nha quý vị yên tâm ha, về xử lý keo lại chứ nó không phải là mục không quý vị. Vỏ nó mới luôn, cái vết thương nó mới. Đây nhiều quý vị nhìn thấy mặt chân chịu nó ha, rất bự ha. Rất là quái quý vị. Rồi mã số 7 có giá luôn anh. 1 triệu 2 anh, nó bị lỗi đây em để 1 triệu 2. Số 7 có giá 1 triệu 2, bị lỗi nhẹ không có gì. Mã số 8. Này còn 1 mét rưỡi nha. Hoành 37. Rồi 37. Củ tròn không? Củ tròn quá vậy, con này sắn ốc ha. 54. Mới siêu cái này về quý vị có thể thả lập cái thằng bay được không quý vị? Rồi mã số 8 có giá luôn anh. Mã số 8 giá 4 triệu nha. Rồi mã số 8 giá 4 triệu quý vị. Bay vô trong. Mã số 9 là một cây bay. Rồi chiều cao 1m2 quý vị. Hoành 31. 31. Rồi cây này giá luôn anh. Mã số 10. 2 triệu 7 anh. Mã số 9 chứ. 9, mã cuối clip rồi. Mã số 9 là 2 triệu 7 là cũng cây cuối clip quý vị. Thì cuối video hôm nay mình cũng thay mặt Cường quý vị. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý báo xem hết video ha. Quý vị xem hợp nhãn cái nào alo trực tiếp Cường quý vị. Xin chào hẹn quý vị video tiếp theo ha.